Cam sành là một trong những loại cây có múi đặc sản, được tỉnh Vĩnh Long xác định là một trong những loại nông sản chủ lực trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhận thấy địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để canh tác cây cam sành, bà con nông dân tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quyết tâm phát triển sản phẩm cam sành có chất lượng đặc trưng của Vĩnh Long. Với điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển cây ăn trái cùng với hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, nhiều hộ nông dân tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm đã quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng cây cam sành. Năm 2020, 10 hộ nông dân trồng cam ở xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm đã liên kết với nhau để thành lập hợp tác xã cam sành Vinfarm có tổng diện tích 10 hecta, với mục tiêu tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường, tạo đầu ra ổn định để bà con yên tâm sản xuất, góp phần phát triển mô hình trồng cam sành bền vững. Điều kiện thuận lợi tại địa phương là do đất bằng phẳng rồi cao ráo, rồi cái sông gạch, sông ngòi dày đặc, thì mùa mưa thì nó thoát nước tốt, mùa nắng thì mình đưa nước vô tưới nó không có bị thiếu nước trong mùa nắng. Mà quyết định lý do là mình thành lập hợp tác xã cam sành đó là mình muốn tập hợp những bà con nông dân trồng cam lại là có số lượng lớn để mà đáp ứng được cái nhiều doanh nghiệp mà trên thị trường. Sau khi vô hợp tác xã thì bà con thành viên hợp tác xã được hỗ trợ về chính sách giống dài, cây chia cây giống, cây con giống, phân thuốc và thực vật. Thì cái mặt chuyển giao học kỹ thuật thì có phòng nông nghiệp với huyện có tổ chức nhiều cái cuộc tập huấn cho thành viên hợp tác xã tham gia đầy đủ. Để gia tăng giá trị cho trái cam sành hướng đến phát triển bền vững, hợp tác xã quyết tâm chuyển đổi quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã cũng chủ động đầu tư các máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác để giảm sức lao động và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hợp tác xã cũng xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu thu hoạch, phân loại, đóng gói, vận chuyển tới nơi tiêu thụ, đồng thời thực hiện tốt các tiêu chí bảo vệ môi trường và ghi chép nhật ký canh tác để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cam đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là năm 2020. Mình cái hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, mình sử dụng cái dạng hữu cơ sinh học, thời gian phun thuốc, mua thuốc, phun thuốc mình ghi vào nhật ký. Thời gian cách ly là 14 ngày. Lúc đầu thì vận động bà con theo trồng theo hướng hữu cơ thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thì hữu cơ thì nó ăn bền vững, còn phân hóa học mình thì nó khác tức thời quá, vậy bà con chưa thấy được cái hiệu quả lâu dài. Thì cũng có một vài thành viên hợp tác xã đã sử dụng phân hữu cơ, phân sinh học. Rồi bà con thấy đó là cái mô hình đó, rồi bà con cái trong thành viên hợp tác xã thì vận động theo. Chi phí mình nó nhẹ rồi ít tốn công chăm sóc hơn, mình cái thời gian mình cái hữu cơ thì nó ăn lâu dài, nó xanh bền lâu dài. Cái trái cam đạt tiêu chuẩn là từ 130g đến 250g, màu sắc bóng bẫy tròn đều đẹp không có tì vết. Với mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ cho trái cam sành, hợp tác xã đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tạo tem truy xuất nguồn gốc có mã QR. Từ nỗ lực đó, sản phẩm cam sành của hợp tác xã cam sành Vinfarm Vũng Liêm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Qua đó, nông sản của địa phương có cơ hội tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá rộng rãi với các tỉnh thành khác. Đến nay, hợp tác xã cam sành Vinfarm Vũng Liêm đã phát triển lên được 15 thành viên với tổng diện tích 15 hecta. Hợp tác xã đang nỗ lực chuyển đổi theo hướng canh tác hữu cơ, chú trọng áp dụng các biện pháp canh tác bền vững. Bên cạnh đó cũng đầu tư thêm nhà kho, các thiết bị máy móc hỗ trợ sơ chế để gia tăng giá trị cho trái cam sành địa phương.